trà thanh nhiệt gốc nội thanh, thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài. Từ trong tâm trí cho ta lỡ yêu thương một người, mơ môi khẽ chạm môi, mơ tay khẽ chạm tay, siết chặt tay mà người đâu có hay. Có lúc tôi mong tim ta cùng chung nhịp, lắm lúc tôi mong chân ta về chung đường, ước chung một giấc mơ thật dài, chợt quay lại sớm mai người chưa từng yêu tới. Nhiều khi tôi muốn nói, nhiều khi tôi muốn nói ra hết tâm tình giữ trong mình, mà hình như khóe môi chưa kịp. Vì tim tôi đau nhói, vì tim tôi đau nhói, đã quá yêu rồi, quá yêu rồi mà người ta. Trái tim vẫn yêu riêng một người, trái tim cô đơn có là bao, đau thương có là bao, chẳng là bao vì người đâu xuyên xa. Có lúc tim tôi mong manh niềm hy vọng, lắm lúc thân tôi rung lên ngàn vô vọng, cứ xoay vòng cứ mong từng ngày quay lại sớm mai người chưa từng yêu tôi. Nhiều khi tôi muốn nói, nhiều khi tôi muốn nói ra hết tâm tình giữ trong mình, mà hình như khóe môi chưa kịp. Vì tim tôi đau nhói, vì tim tôi đã quá đau, đã quá yêu rồi. Sẽ mời phần nhận xét của Oras Hoàng Thị Linh. Tôi nghĩ rằng là Phúc cũng đánh giá cao hai em về mảng ballad, bởi vì đã có những lúc Phúc đã nói với tôi rằng là Quốc Đạt giống như là hoàng tử ballad của chương trình rồi. Quốc Anh thì có cái phần giọng mái cao. Thì chính vì thế nên là trong cái phần này tôi đã chờ đợi rất rất nhiều, có thể gọi là kỳ vọng. Tôi sẽ nói một vài nhược điểm sau đây mà tôi thấy. Đạt là người vào đầu câu, đáng ra em phải chắc nhịp, không thể nào mà sai nhạc sai nhịp như vậy được. Đạt, nãy em muốn nói gì? Bởi vì em muốn tự sự, em muốn tâm sự và nói chuyện thủ thỉ, nó hơi lơi nhịp và sau đó em sẽ quay lại và chắc nhịp, chứ không phải là em bị chật nhịp. Phải cao thủ lắm thì mới có thể chơi nốt trên beat được mà người ta vẫn hiểu được cái giai điệu chính là như thế nào và người ta không đánh giá nhầm rằng là em đã sai nhịp lỡ nhịp. Chị,
Và chị nghĩ rằng rất nhiều người ở phía dưới kia cũng tưởng rằng em đã lỡ nhịp. Như vậy là sao? Là thất bại. Và điều đấy khiến chị thất vọng. Sau khi mà nghe cái phần ballad này của em á, thì chị lại nói với em Phúc một câu rằng là thế thì lát nữa ở trong tim của chị sẽ cho em biết thế nào là hoàng tử ballad. Thì trong màn song ca này ấy, chị thấy bọn em quá nương nhau. Điều đó là điều đương nhiên. Chứ ai cũng mệnh ai đấy hát thì làm sao mà ai nghe ai, làm sao mà thành song ca được, đúng không? Các bạn phải nương nhau và các bạn phải biết nghe nhau, như vậy là rất đúng. Thế nhưng mà khi nương nhau quá thì nó dẫn đến cái việc rằng là cái riêng, cái chất của mình ấy không tới được. Không có gì mới lạ, không có gì đột phá. Những đoạn phiêu cũng không mới, đoạn kết về bè cũng nhàm chán. Nó chỉ dừng ở mức an toàn thôi. Con đường chinh phục The Debut không dễ dàng tí nào. Phải tập luyện với điều kiện cực kỳ nóng và khắc nghiệt. Những bữa ăn cay nóng vội vã. Phải thức khuya dậy sớm, chờ tới lượt để bay lên sân khấu. Nhưng mà khi lên sân khấu thì phải tươi tắn, vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Nhờ The Debut mình nhận ra rằng Dr. Thành có thể giúp mình tươi tắn và rạng rỡ. Cái ánh sáng ở trên soi chúng em không cần đâu. Em sáng lắm rồi. Có Dr. Thanh tươi tắn Debut bất chấp nóng trong người. Trà thanh nhiệt Dr. Thanh, thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài. Đối với phần trình diễn của bọn em ngày hôm nay á, bọn em không an toàn. Ngay những câu hát của Quốc Đạt đã hát rất là mới, và ngay những câu hát của Quốc Anh, bạn ấy đã chạy nốt rất là mới. Phần bè ở cuối cùng, phiêu cao, đó là những cái đoạn mà bọn em đã khai triển để khác hẳn với bản gốc. Chắc gì em khác bản gốc em đã mới được. Khác bản gốc đã là một cái mới. Nó có thể đi về một lối mòn cũ, rất nhiều người đã xử lý. Lối mòn cũ nhưng vẫn là một cái mới. Quốc Anh, Quốc Đạt, các bạn hát hôm nay không hề cũ. Các bạn phải tự tin vào cái điều đó. Tóm lại, chị vẫn thấy nó cũ. Chị cần những cái lý lẽ nó thuyết phục hơn. Có thể là tư duy của em với chị nó không liên quan đến nhau rồi. Vậy thì chị sẽ chứng minh bằng hành động. Bây giờ em đã nghe được thí sinh của em hát rồi. Bây giờ hãy nghe thí sinh của chị hát để biết thế nào là mới. Để lát nữa nghe xem sao. Cảm ơn phần phản biện và bảo vệ cho thí sinh của mình của Hi Oras. Phần thi đấu tiếp theo của nhóm thí sinh của đội Oras Hoàng Thị Linh.